Xin chào đón quý khách đã đến với chùa Bảo Ninh Sùng Phúc. Đây là đoàn giáo viên và sinh viên của trường Đại học Tân Trào. Xin chào. Nào các bạn xuống đi. Xin mời. Đây là cán bộ của Sở Khoa học. Nào, đây là các sinh viên chuyên ngành du lịch, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành của khoa văn hóa du lịch trường Đại học Tân Trào. Nào, chào nhau cái nào. Nào, chào nhau cái sinh viên năm 2 nào. Đẹp trai nhất thế giới. Đúng rồi. Đây đây, chào nhau cái nào. Xinh như thế này nên xuống muộn nhất. Xin chào các bạn, đây là ngôi chùa Bảo Ninh Sùng Phúc được xây dựng. Với hơn 1.000 năm tuổi thì ngôi chùa đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di Đà Phật ạ. Chào thầy. Cô chào ông. Chào ông ạ. Sùng Phúc thờ các vị Phật tổ Chư Tăng Ngọc Hoàng, bên phải thờ Bà Chúa Sơn Trang, bên này là đường Tăng, còn bên trái là Tam Bà Đức Thánh Mẫu. Vâng, Tam Bà Đức Thánh Mẫu và Đức Thánh Hiền đấy ông. Đức Thánh Hiền hay là đây là Đức Thánh Hiền hay là đây là Đức Chúa. Xin được kính chào tất cả các quý vị cô và các bạn trường học Tân Trào.
em ai xin kiệm em tên là Nông Thuyết và công ty văn hóa xã hội Thái Nguyên, tổ phó tổ quản lý di tích chùa Linh Trung Phúc. Hôm nay em rất được dự được tiếp đón đoàn chúng ta. Lần đầu tiên các em xin được thay mặt các vị chính quyền địa phương và tổ quản lý di tích xin được kính chúc là toàn thể quý cô và toàn thể các bạn có một chuyến đi tham quan thì phải chú ý. Em ai xin phép được giới thiệu một vài nét cho nội về chùa Linh Trung Phúc. Thì có chùa Bảo Ninh Phúc được tọa lạc tại khu Bảo Ninh, Thái Nguyên, thì cách đường quốc lộ khoảng 8 km và cách trung tâm ủy ban nhân xã khoảng 2,5 km. Thì chùa được xây dựng từ năm 1997 tại thời Lý do thái phó Hàm Tông là hầu duyệt đời thứ 15 của dòng họ Hà, một dòng họ thủ trưởng làm chức châu mục châu Vị Long hay là huyện Tuyên Hóa của Thái Quan. Thì để ghi nhận công đức của dòng họ Hà cũng như là nhân dân trong vùng thì Hà Anh Tông đã xây dựng cái chùa Bảo Ninh Trung Phúc để ghi lại công đức của dòng họ Hà trong quá trình bảo vệ cái vùng đất dân tộc của miền Bắc của quốc Việt Nam. Thì trong cái giai đoạn là từ khi xây dựng chùa thì cũng đã trải qua nhiều cái tàn phá của chiến tranh và do thiên tai thì cũng ngôi chùa cổ ngày trước đây thì đã bị đổ sập, được phải sự quan tâm của ủy ban nhân tỉnh năm 2010 cũng đã quyết định là phục dựng lại ngôi chùa và xây dựng lại ngôi chùa của Ninh Trung Phúc tại phía trước nền móng ngôi chùa cũ. Thì hiện nay thì đối với chùa của Ninh Trung Phúc là vẫn còn lưu giữ được cái tấm bia được công nhận là bia bảo vật quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận ngày 30 tháng 12 năm 2013. Và đối với chùa Bảo Ninh Trung Phúc thì trước đây thì do Sở Văn hóa và Bảo tàng tỉnh công nhận lúc đấy không định công nhận chung di tích, nên là vừa qua sau khi được kiểm tra thì Bộ Văn hóa và du lịch cũng đã quyết định công nhận chùa Bảo Ninh Trung Phúc là chùa cấp là di tích cấp quốc gia và đã được ký quyết định công nhận ngày 29 tháng 12 năm 2023. Thì tôi toàn thể các bạn, các thầy cô và các bạn thì đối với bia bảo vật quốc gia chùa Bảo Ninh Trung Phúc thì là một cái tấm bia rất là giá trị, là đây là một tấm bia cổ nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng như trên đất nước Việt Nam. Hiện nay là cũng là một trong những tấm bia cổ là còn có giá trị để, đối với trong công tác khảo cổ cũng như là để nghiên cứu về văn hóa lịch sử đối với thời Lý. Thì ở đây xin mời các quý thầy cô và các bạn cùng quan sát về tấm bia của Ninh Trung Phúc. Tấm bia này được tạo bằng đá xanh nguyên khối và được trên lưng con rùa đá, và trên tấm bia thì có hơn 3.300 từ. Đây là còn những từ rất bằng chữ Hán cổ. Thì sau khi em có thêm bản dịch thì vừa qua cũng đã sau khi được tôn tạo và được giữ gìn những di bảo vật thì chúng ta di chuyển cái chỗ tấm bia mà tuổi năm phía sau, bởi vì đây là tấm bia bảo vật của quốc gia nên là trước đây do sai sót thì sẽ xây dựng thêm một tấm bia của một con rùa bê tông để cách nó không nghĩa tắc về tấm bia bảo vật. Đây là tấm bia đã được dịch sang chữ quốc ngữ và ở đây chúng ta có thể đọc. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thì là có cái nội dung đầy đủ nhất về sự cố với
với cái bia bảo vật kia. Đây là bản gì? Đấy, nên là thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về kiểm tra thì thấy thế này cũng được. Có thể là làm bản dịch bằng cái chất liệu khác và làm hình thức khác. Ừ, chứ hai cái gần như tương đương. Vâng, tương đương để ngang hàng. Về hình thức cũng làm như thế, vâng, thì người ta không biết cái nào là đúng, cái nào là thật, cái nào là đúng. Nên nhiều người không biết lại tưởng là cái này là bia bảo vật. Đây là trên nền cũ của chùa Bảo Ninh Sùng Phúc. Sau rất nhiều tàn phá và chùa đã không còn, ngôi chùa cổ đã không còn ở chứng tích, thì sau khi các nhà khảo cổ khai quật và xác nhận minh lại cái lịch sử lâu đời của chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, thì năm 2010 ngôi chùa đã được xây dựng phía trước cái nền đất cũ. Đây là phía trước nền đất cũ. Theo hướng dẫn viên thì ngôi chùa này đã xây dựng năm 1007. Một không bảy năm hay một không bảy bảy là 9 tuổi, thì đến 1107 thì là 30 tuổi. Phải trước đấy đúng không? Thì không một. Hôm nay được một ngày rất là thời tiết rất là đẹp. Chúng ta có một chuyến coi như là đi công tác dã ngoại. Chỉ chim mà lại ngã vớ muối đấy. Không chào nhau một cái à? Các bạn là chỉ có hai người đóng ý. Lên đi. Lên đi, cô lên sau. Nhiều phải đi trước. Đây thì đi sau. Xin chào, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đến với Kim Bình nhỉ? Kim Bình. Hay buồn. Hai cô áo cánh sen. Xin chào hai cô. Xin chào hai cô. Hello. Hello.